Chào mừng quý nhà đầu tư trở lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề vô cùng thú vị và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư đang tìm kiếm bất động sản với mức phí phải chăng ở châu Âu. Nhà đầu tư đã đặt chân đến đúng nơi rồi đấy. Trong video này, hãy khám phá những thị trường bất động sản hấp dẫn hàng đầu với chi phí vô cùng hợp lý. Tên tôi là Stafford và tôi ở đây để giúp bạn trở thành một công dân toàn cầu và đạt được sự độc lập về tài chính và du lịch. Nhóm của tôi và là tập đoàn di trú Portico & Bridge chuyên làm việc với các cá nhân có mạng lưới cao và cực cao giống như chính bạn. Chúng tôi ở đây để giúp bạn tìm thấy sự tự do của mình và chọn nơi bạn thuộc về. Trước khi đi sâu vào tìm hiểu từng địa điểm cụ thể, chúng ta không thể bỏ qua lợi ích khi đầu tư vào thị trường bất động sản với mức phí phải chăng. Những thị trường này không chỉ có giá cả cực kỳ hợp lý, mà còn mang đến vô vàn cơ hội tăng trưởng dài hạn, cũng như mức thu nhập cho thuê hấp dẫn. Với mức chi phí hợp lý, thị trường bất động sản nổi bật đầu tiên trong danh sách là thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha. Lisbon trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng. Từ những con phố cổ kính, lịch sử phong phú đến nền văn hóa sôi động, thành phố có rất nhiều loại hình bất động sản với giá cả phải chăng, bao gồm căn hộ và nhà phố liền kề. Tính đến tháng 4 năm 2023, giá trung bình trên 1m² đối với căn hộ là 6.128 euro và giá trung bình trên 1m² đối với nhà ở là 5.916 euro. Với lối sống thoải mái và khí hậu tuyệt vời, Lisbon là điểm đến hấp dẫn cho những ai mong muốn sống, học tập và làm việc tại một thành phố châu Âu hiện đại với mức đầu tư vô cùng hợp lý, thuận tiện. Quốc gia tiếp theo là Hungary, cụ thể là thành phố Budapest, nơi đây gây ấn tượng bởi những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, phòng tắm nước nóng thiên nhiên và cuộc sống về đêm náo nhiệt. Thành phố cung cấp một loại bất động sản giá trị với mức phí phải chăng. Nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy những căn hộ rộng rãi và thậm chí cả những tòa nhà theo phong cách kiến trúc đậm nét lịch sử với mức giá tương đối thấp so với các thủ đô khác ở châu Âu. Tính đến tháng 4 năm 2023, giá trung bình trên 1m² đối với căn hộ là 4.100 euro, giảm 5% trong 3 tháng qua. Cùng thời điểm, giá trung bình trên 1m² đối với nhà ở là 3.962 euro. Ngoài chi phí sinh hoạt vô cùng hợp lý, cộng đồng người nước ngoài nơi đây rất nhiệt tình và sôi nổi. Tiếp theo trong danh sách là Krakow của Ba Lan, một thành phố lịch sử, đặc trưng với kiến trúc trung cổ và khung cảnh văn hóa nhộn nhịp. Bất động sản tại đây có giá cả phải chăng, nhất là khu phố cổ và các quận lân cận. Những căn hộ ở Krakow sở hữu lối kiến trúc truyền thống duyên dáng, với mức giá cạnh tranh. Giá trung bình trên 1m² đối với căn hộ trung tâm thành phố là khoảng 3.700 euro, và đối với khu vực bên ngoài trung tâm là 2.400 euro. Tự hào có bề dày lịch sử ấn tượng, cuộc sống sôi động và chi phí sinh hoạt phải chăng, thành phố thu hút mạnh mẽ giới đầu tư nước ngoài. Krakow đã chứng tỏ thế mạnh của một thành phố châu Âu độc đáo và có nhiều tiềm năng đầu tư bất động sản với mức phí hợp lý. Và xung quanh đó, các nhà đầu tư có thể tìm thấy những căn hộ mang nét quyến rũ truyền thống với mức giá cạnh tranh. Giá trung bình mỗi mét vuông cho các căn hộ ở trung tâm thành phố chỉ ở mức 3.700 euro mỗi mét vuông, và giá trung bình cho mỗi mét vuông cho các căn hộ bên ngoài trung tâm thành phố chỉ là 2.400 euro. Với lịch sử phong phú, bầu không khí sôi động và chi phí sinh hoạt thấp hơn, di chuyển xa hơn về khu vực phía đông, chúng ta cùng đặt chân đến thành phố Sofia. Sofia là thủ đô của quốc gia Bulgaria. Đây là thị trường mới nổi, nhưng vô cùng đa dạng với các loại hình bất động sản có giá cả hợp lý dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thành phố mang đậm dấu ấn kiến trúc, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Những căn hộ và nhà ở có giá cả phải chăng, phục vụ mục đích đầu tư hoặc cho thuê. Tính đến tháng 4 năm 2023, giá trung bình trên 1m² đối với căn hộ là 1.688 euro, và đối với nhà ở là 1.544 euro. Sofia đáp ứng yêu cầu của ngay cả những ai khó tính nhất, với chi phí sinh hoạt thấp, người dân địa phương thân thiện và mến khách, cũng như bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và tráng lệ. Chính vì thế, Sofia thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư có khả năng tài chính phù hợp và yêu thích cảnh đẹp tự nhiên. Thị trường cuối cùng nhưng không kém phần hấp dẫn chính là Riga. Riga là thủ đô nóng bỏng và sôi động của Latvia. Thành phố được biết đến với kiến trúc tuyệt đẹp và lịch sử phong phú. Riga cung cấp các bất động sản với giá mua thấp, bao gồm căn hộ và nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố và các vùng ngoại ô, với giá bất động sản hợp lý, chất lượng cuộc sống cao và nền văn hóa nghệ thuật thịnh vượng. Riga trở thành thị trường được săn đón hàng đầu tại châu Âu. Tính đến tháng 4 năm 2023, giá trung bình trên 1m² đối với căn hộ là 2.000 euro, giảm 17% trong 3 tháng qua. Và đối với nhà ở là 3.447 euro, tăng 27% trong 3 tháng qua. Và đây là tất cả những thông tin chúng tôi chia sẻ hôm nay. Top thị trường bất động sản châu Âu hàng đầu với chi phí hợp lý dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Bạn sẽ ấn tượng với sự quyến rũ của Lisbon, bị thu hút bởi cuộc sống về đêm sôi động ở Budapest, say đắm trong lịch sử phong phú của Krakow, bị hấp dẫn bởi thị trường nóng hổi ở Sofia, hay đắm mình trong vẻ đẹp kiến trúc tại Riga. Dù say mê thành phố nào, nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc những điểm đến này sao cho phù hợp với nhu cầu và ngân sách hiện tại. Nếu thấy video này hữu ích, hãy nhớ nhấn thích, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ nội dung nào sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video sau. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời!